Ngon tuyệt vời. Mình thích nhóc nhé. Bỏng ngô khi xem tivi ghê á. Này Sammy, chạy bóng rổ không bố? Bắt lấy. Tớ xin lỗi nhá, tớ tưởng cậu sẽ bắt được. Tớ thích này. Sammy, mình chơi. Cậu không thấy tớ nhớ cậu nhường nào. Trời, thôi nào. Chú, cậu không thấy tớ bắt hả? Ok, tớ hiểu, cậu đang căng thẳng. Tớ sẽ giúp cậu bình tĩnh. Xem mấy món đồ chơi này nè. Tớ không cần gì hết à. Ok, được rồi. Cậu không để ý tớ. Chà, tại cậu đấy nhá. Chắc Wednesday sẽ khiến cậu chú ý nhỉ. Gì? Lại thành phô mai. Cậu đi như trong TV luôn. Giờ cậu đi với tớ được chưa? Còn phải hỏi hả? Wednesday, à, ý là Chu, cậu đi đâu rồi? Hello. Tớ này Sammy, và tớ có cái này hay lắm nha. Chân dung của nhân vật cậu thích đó. Sao nhìn cậu lạ thế? Cứ như hai bức trong một vậy. Thế thì sao mà tô màu được? Ôi, cái bánh trời. Để tớ chỉ cách cho. Tụi mình sẽ làm từng bên. Cậu làm tớ hết hồn. Ok, vậy bên nào trước à? Thôi nào, cậu chọn đi. Tôi sẽ chọn bên này. Tuyệt vời. Vậy tụi mình làm nhá. Tớ có bút dạ rồi. Tụi mình bắt đầu với cái này nhá. Nhìn cũng được nhưng có gì sai sai á. Tụi mình hỏi ý kiến chuyên gia nha. Chào Sam. Chào Init. Chú đang vẽ Wednesday á. Tranh Wednesday hả? Cậu giúp tụi tớ nhá. Nhìn không giống thật. Hả? Thêm chút bóng nữa. Ôi không, thế lực bí ẩn gì đây? Chuyện gì thế này? Vẽ bóng khắp nơi luôn. Thôi hóng hách đi Sammy, tớ chưa vẽ xong đâu. Tụi mình chuyển qua mắt nào. Tuyệt vời, đôi mắt nâu siêu bén. Chà, xem nào. Đi thẳng vào tâm hồn tớ rồi. Ôi Sammy, để cậu không sợ nữa thì tụi mình sẽ dùng màu khác. Các bạn có thể thêm màu trắng để mắt bạn ấy sáng hơn. Được rồi. Nhưng mà tớ có thể tự làm không? Cảm ơn. Một chút nữa nè. Tôi có ý tưởng rồi. Đúng là Sam. Chưa vẽ xong đã bỏ đi chơi rồi. Sammy ơi là Sammy. Đợi tớ một tí. Tớ không đi chơi đâu nha. Cậu thấy gì không? Wow. Chà, cái này được đấy. Tớ xem với. Thế cậu đã quên mất lông mày rồi đúng không? Đây là quái vật một mắt. Sammy ơi, cậu dễ hết hồn thế. Tự mình chưa làm xong mà. Các bạn nhỏ có thích nửa này của bức tranh không? Nếu có thì nhớ bấm like nha. Nghe này Shu, tớ mang bút dạ màu tới này. Chắc là nó sẽ hữu ích nhỉ. Chà, tụi mình có thể tô màu tóc cho cậu ấy. Ý hay quá, để tớ hỏi ý kiến chuyên gia chút nha. Xin chào. Không, màu mè thế này thì không được. Ôi không, lại nữa này. Cậu từ chối là được mà. Tớ xin lỗi. Bút dạ trắng sao? Chà cũng được đó. Nhìn ok hơn hồi nãy nhiều. Phải, nhưng lần sau đừng ném bút vào người slime nữa nha. Cuối cùng cũng được làm tóc. Thế này Sammy à, đừng gây rối nữa mà. Tóc Wednesday màu đen đấy. Ui, sao lúc nào cũng là Sammy? Tớ có làm gì đâu, tớ định giúp mà. Tớ bắt đầu và cậu sẽ lặp lại được không? Và thêm vào đây một chút. Cậu thấy sao nào Sammy? Sao tóc cậu ấy chưa tỏa sáng nữa? Thợ làm tóc đang ở đâu khi tụi mình đang cần chứ? Không, như thế thì chờ chút nào, để tớ sửa. Thấy không? Chà, ít nhất thì cũng có cái gì đó sáng sủa trong tranh. Rồi, tụi mình tô màu nền bằng cái này nhá. Chà, vậy ổn đó. Chú ơi, tớ có ý này. Cổ áo đen đang là trend mới nhất đó bồ. Thật hả? Chà, tụi mình thử nhá. Cảm ơn cậu nhiều. Có gì đâu, tôi rất hân hạnh được giúp đỡ. Vậy tụi mình bắt đầu với nét ngoài nhá. Sau đó là tô màu ở giữa. Và váy nên có màu gì nhờ? Tớ biết nên quyết định thế nào rồi. Chơi oán tù xì nhá.
bắt đầu thôi. Wednesday và Sam đang đối đầu để chọn ra cây bút dạ tiếp theo. Và kết quả của trận so kèo này, phần thắng thuộc về Wednesday. Gì? Chà, ta sẽ không để yên đâu. Coi đi. Nhột quá, dừng lại đi. Giờ ai thắng nào? Thôi đi Sammy, tớ thắng mà. Và tớ chọn bút màu nâu. Giờ dùng màu đen nhá. Khoan, tớ không hiểu. Đâu rồi ta? Đây này, tớ lấy để tự vẽ chân dung đó. Xem nè. Tớ thấy cũng hơi giống giống. Chà, tớ phải để bao lâu nữa đây? Tớ cũng muốn tô đó nha. Xem mẹ ơi, sao cậu khó chịu vậy? Cứ lấy bút và tự vẽ đi. Sao tớ không nghĩ ra vậy nhờ? Wednesday, à ý là chú ơi, ta có thể thêm chút sáng và tối vào tranh không ta? Cậu tôi đi. Vậy giờ thêm vài nét ở đây và đây nữa, thêm chỗ này nè. Xong xuôi, tớ xin dừng bút. Chà, cũng được, vậy là tụi mình hoàn thành rồi. À, xinh quá đi mất. Chà, tôi nghĩ Wednesday kiểu hoạt hình rất là ok luôn. Cậu thấy sao nào? Tụi mình gửi tới trường Nevermore để mọi người đánh giá đi. Ý nè, cậu đâu rồi? Tớ có mang tranh nè. Ý nè. Hả? Cái gì? Nó là của tớ. Không. Chà, trông ổn phết. Nhưng sao có mỗi một nửa vậy? À chà, tụi tớ hết ý tưởng rồi. Nè, nói chuyện với sếp đi. Và tớ ăn trái bí nãy giờ luôn ạ. Sao cậu ấy về nó nhanh vậy ta? Chỉ cần vẽ nửa kia thật hơn một tí là được. Tụi tớ sẽ giúp. Cảm ơn Enid nha. Tớ sẽ cố hết sức. Để có được màu da như ý thì tụi mình cần trộn vài màu. Tớ sẽ lấy màu này trước, màu nhạt hơn á. Và giờ thêm một màu nữa, hơi tối xíu. Như vậy. Thế chà, nếu tụi mình vẽ kiểu thật thì phải trang điểm như thật luôn. Để tớ đi lấy đồ. Được rồi, để xem trong này có gì nào. Hả, son hả? Chà, tớ có bút dạ có màu y hệt nè. Làm thôi. Này, tớ tìm thấy cái này nè. Cảm ơn, tụi mình sẽ dùng nó để tô mắt. Còn nói là mắt hả? Hay là cậu dùng bảng vấn này đi. Xem này, xinh ơi là xinh. Xinh thật. Trong này có nhiều màu quá. Tớ chọn cái này. Chà, nó sẽ trông ra sao? Tuyệt. Để coi nhá. Trông không ổn lắm. Chờ chút, tớ chưa xong mà. Chúng ta phải thêm vài nét nữa vào đây. Và thêm vài nét vào đây. Nó sẽ giúp cậu ấy sống động hơn. Chà, cậu ấy xinh quá trời luôn nè. Không đáng sợ gì hết á. Cứ từ từ xem nhỉ. Và các bạn nhỏ ơi, nhớ like và đăng ký kênh nhé. Oh yeah. Cậu ấy vẽ đẹp quá. Hả? Ôi không, hình như mình bị kẹt. Chuyện gì thế này? Wow. Oops, tớ hơi lên cơn một tí. Xin lỗi. Ít nhất thì cũng hết rồi. Chà, cậu đang ngồi chơi đó hả? Ai sẽ tô phần còn lại đây? Để tớ. Chà, tóc của Wednesday đã sẵn sàng rồi, nhưng giờ tóc tớ thì xấu. Sửa nào. Ok là rồi. Này, tụi mình làm tóc Wednesday ống ả hơn đi. Được rồi. Chị ơi, sao cậu lại chuẩn bị bút chì? Wednesday thích đen, chứ không phải xanh dương. Cậu biết đó. Quá đáng thế. Và chi tiết nữa là phần nền sẽ xong xuôi ngay. Làm luôn nào.
Tuyệt vời, bao giờ cậu có thể vẽ trang phục giống như tớ đang mặc. Xem phần cậu nè. Tớ sẽ dùng cậu làm ví dụ. Cậu giống như Wednesday ngoài đời vậy đó. Chà, cái váy xinh xẻo này sẽ tương phản với phần cổ đen. Tớ hứa là nó sẽ xinh cực luôn. Wow, gọi cho kênh Nevermore đi. Wednesday đang vẽ Wednesday kìa. Thì sao? Suýt thì tớ đã khiến cậu ấy trông giống tớ. Và theo tớ thấy thì cậu ấy rất xinh. Giờ tụi mình vẽ phần diềm của váy nha. Tụi mình đồng ý vẽ kiểu tả thực mà. Tranh của cậu thì chẳng giống bức ảnh này. Hơ vậy ư? Chà, giờ tớ sẽ cù lét cậu cái đồ thích phê phán. Cậu vẽ đẹp. Nói vậy mới chuẩn chứ. Giờ tụi mình chỉ cần thêm vài chi tiết cuối nữa là xong. Ôi chà, đôi môi này cưng quá đi mất. Và màu son cũng cực kỳ hợp luôn. Và giờ cậu là chuyên gia trang điểm sao? Tuyệt lắm, Sammy. Một nghệ nhân thủ công phải biết mỗi thứ một ít mà. Thế còn bao lâu nữa? Tôi muốn biết kết quả lắm rồi. Vài giây nữa thôi, Sammy à. Tuyệt, xem tụi mình có cái gì nè. Sao mới đừng vẽ bằng bút chì làm tớ hoang mang quá. Tình cờ tớ lại có tẩy nè. Ok, tớ hiểu rồi. Và giờ tụi mình có thể chiêm ngưỡng bức chân dung rồi. Cuối cùng cũng xong. Và trông nó tuyệt lắm luôn. Tụi mình gửi cho Init nhá. Tớ không muốn vậy đâu. Mình chụp vài tấm ảnh nhá. Các cậu có thích vẽ tranh với tụi tớ không? Thế thì bấm like và đừng quên đăng ký nhá. Hẹn gặp lại.